Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bản tin BNews ngày 7 tháng 6. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính thú vị nào? Mời các bạn cùng đón xem. Tương lai cổng Lightning của iPhone sắp được định đoạt. Xiaomi 12 Ultra rò rỉ với camera Leica khủng. Và tin tức đầu tiên sẽ là một thông tin khá là thú vị. Có lẽ cổng Lightning của iPhone đã quá cũ rồi và sắp sửa sẽ được thay bằng cổng Type-C trên Android thì sao? Thời gian của cổng Lightning trên một số mẫu iPhone, iPad của Apple chỉ được tính bằng ngày. Và các sản phẩm đầu tiên được sử dụng cổng này là iPhone 5, iPod Touch thế hệ 5, iPod Nano thế hệ 7. Qua các năm, Apple vẫn gắn bó với Lightning, ngay cả khi người dùng muốn iPhone chuyển sang cổng USB Type-C và hầu hết thiết bị của hãng khác để sạc cũng như là chuyển dữ liệu. Tuy nhiên, táo khuyết kiên định với sự lựa chọn của mình, một phần vì kiếm được nhiều tiền hơn từ việc bán phụ kiện độc quyền. Cơn khát của công chúng đang được đẩy lên cao hơn bao giờ hết, chẳng hạn như cuối năm 2021, một kỹ sư đã chỉnh sửa iPhone X để nó tương thích với cổng USB Type-C khi mà bán trên eBay, thiết bị được bán với giá là 86.000 USD. Theo nhà phân tích Michiko và các nhà báo khác, USB Type-C sẽ được xuất hiện cho iPhone 15 ra mắt vào trong năm 2023 này. Tại thời điểm hiện tại thì chuyển sang USB Type-C không phụ thuộc vào quyết định tự nguyện của Apple. Tuy nhiên, chỉ một ngày nữa, công ty của Tim Cook đã có thể bị đặt vào tình thế đá cổng Lightning. Vào ngày 7 tháng 6, một ngày sau khi sự kiện WWDC 2022 khai mạc, EU sẽ thông báo kết quả bỏ phiếu liên quan đến cổng USB Type-C trên tất cả các dòng smartphone, máy tính bảng được bán ra tại đây. Do đây là luật tại châu Âu, câu hỏi đặt ra là Apple có muốn dùng các cổng khác nhau cho iPhone tùy theo thị trường hay không? Nếu EU thông qua dự luật, đây sẽ là dấu chấm hết cho cổng Lightning cho iPhone, ít nhất thì tại châu Âu. Nếu không thì chúng ta phải chờ đến 2023 mới biết được quyết định của Apple là gì. Và bạn nghĩ sao nếu như iPhone dùng cổng USB Type-C? Còn mình thì mình cảm thấy đây sẽ một sự lựa chọn sáng suốt bởi vì nó chuyển đổi dữ liệu khá là nhanh. Còn ý kiến của các bạn như thế nào hãy để lại cảm nhận của mình dưới phần bình luận nhé. Và tạm gác lại thông tin vừa rồi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với thông tin tiếp theo cũng khá là thú vị. Đó chính là sự rò rỉ của Xiaomi với camera khủng. Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày Xiaomi giới thiệu dòng Xiaomi 12 series với sự xuất hiện của 3 phiên bản: Xiaomi 12X, Xiaomi 12 và 12 Pro. Tuy nhiên, Xiaomi 12 Ultra vẫn chưa có bất cứ thông tin nào về ngày ra mắt. Phiên bản Ultra được coi như là một phiên bản smartphone đầu tiên của Xiaomi được trang bị hệ thống camera hợp tác với Leica nhằm cải thiện chất lượng hình ảnh. Mới đây, các hình ảnh rò rỉ của chiếc máy này được Leica đăng tải, cho phép chúng ta nhìn rõ hơn về một chiếc flagship tiếp theo của Xiaomi. Cụ thể, từ hình ảnh trên chúng ta có thể thấy mặt trước của Xiaomi 12 Ultra sẽ có cách thiết kế tương tự như là Xiaomi 12 Pro, sẽ có màn hình cong hai bên cạnh với thiết kế nốt ruồi và camera selfie ở chính giữa. Màn hình này sẽ là tần số quét LTPO AMOLED với độ phân giải QHD+, tần số quét 120Hz và độ sáng lên tới 1700 nits. Đáng chú ý ở mặt lưng, máy đi kèm với hệ thống camera siêu khủng ở module camera gần như chiếm trọn của mặt lưng. Hệ thống này bao gồm tới 4 camera chính với 3 cảm biến. Tất nhiên sẽ bao gồm một camera tele tiềm vọng. Hiện tại thì vẫn chưa rõ thông số của cụm camera này, nhưng mà chúng ta có thể mong chờ rằng một phần cứng camera khủng nhất trên thị trường bởi chúng là phiên bản Ultra từ trước tới nay của camera vượt trội. Xiaomi 12 Ultra sẽ dài tới 9.5mm và có trọng lượng là 234g, tức là sẽ dài hơn so với iPhone 13 Pro Max nhưng mà sẽ nhẹ hơn. Máy đi kèm với vi xử lý Snapdragon 8 Plus Gen 1 mạnh mẽ nhất. Theo nguồn tin rò rỉ, Xiaomi 12 Ultra sẽ được dự kiến ra mắt vào tháng 7 năm nay và chắc chắn là với giá thành sẽ không hề rẻ đâu. Và các bạn nghĩ sao về chiếc máy Xiaomi 12 Ultra này? Và thông tin vừa rồi thì cũng đã khép lại bản tin VNews trong ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin vừa rồi sẽ hữu ích đối với các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin VNews ngày mai.